siêu thị điện máy của Ecomax xin kính chào quý khách. Hôm nay siêu thị Ecomax xin giới thiệu cho tất cả các quý khách hàng một chiếc tủ đông của Salaki, dòng dàn đồng 2 chế độ có ký hiệu là VH-6699W3. Với dòng này có dung tích là 530 lít mọi nhé. Dung tích 530 lít và có hai ngăn, một bên ngăn mát và một bên ngăn đông. Một đông và một mát thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn là để thêm cả đồ đông và đồ mát mọi nhé. Dòng này thì có cái kích thước rất chỉ là to, các bạn nhìn thấy này. Em sẽ nhìn đây ở trong cái khu vực này thì con này nó là tủ to nhất ở trong cái khu vực khoang không gian bên này. Với dung tích 530 lít và chiều ngang của tủ là 1m69, ngang 1m69 từ đầu trái qua vào phải là 1m69, chiều cao, chiều sâu vào phía bên trong của nó là 76 và chiều cao của nó là 96 cm. Chiều cao là đúng 1m thôi nhé, chiều cao đúng 1m, chiều sâu là 76 cm. Kích thước của tủ cũng rất chỉ là to. Với dòng này thì sẽ có thiết kế hai cửa, màu sẽ là màu trắng rất đẹp mọi nhé, màu trắng rất đẹp và tinh khôi. Những cái dòng này thì hiện tại bên siêu thị bên này Ecomax bên em thì đang có bày bán ở trực tiếp tại showroom như thế này, nên là các bác nào mà muốn xem hàng thực tế thì có thể qua trực tiếp showroom ở bên Ecomax Đông Anh Hà Nội hoặc là bên Ecomax Đại Thịnh Mê Linh Hà Nội, là hai showroom lớn bên em đang có chày trưng bày hàng hóa cho mọi người đến nơi để trải nghiệm xem sản phẩm. Với dòng này thì mọi người nhìn thấy giúp em là nó có phần chiều ở cái cánh cửa này, các bác có thể mở ra mở vào được này, các bác nhìn thấy nhá. Đấy, để em sẽ bỏ cái này ra. Đây, em mở ra cho các bác xem. Không gian một cánh dòng tủ của Salaki thì không gian của ngăn đông lại nhiều hơn, và phía bên này thì nó có một cái ký hiệu là đông ở đây mọi người nhé. Đông ở đây. Thì ở đây không gian ngăn đông các bác nhìn thấy cái cánh ngăn đông nó to, không gian ngăn đá thì ngăn mát thì nó nhỏ hơn. Bởi vì cái dòng tủ này thì nó chuyên là đông là chính mọi người nhé, chuyên đông là chính. Thì chúng ta có thêm hai khu vực để chúng ta có cái giỏ đồ như thế này để bác để thêm vào, và không gian phía dưới nó sâu hơn. Còn cái cánh của bên này thì nó nhỏ hơn mọi nhá, cánh này nhỏ hơn và cái không gian ngăn mát của nó cũng lông hơn. Đây em quay cho bác xem này, em bác nhìn thấy này. Đấy, một bên là lông, một bên là sâu rồi nhá. Thì không gian của ngăn đá thì chúng ta sử dụng nhiều hơn, phía bên này nó có một cái biểu tượng là mát ở đây, mát đây. Đấy, dòng này là dòng Inventor tiết kiệm điện này. Bảng điều khiển thì nằm ở phía dưới này, thì các bác chỉ cần xoáy này thôi. Đấy, xoáy này thôi là chúng ta điều chỉnh được nhiệt độ rồi. Rất đơn giản thôi ạ. Đèn báo hoạt động và đèn báo on và power, có hai đèn báo. Đấy, dây nguồn thì ở đây. Con này đi kèm bánh xe, dòng tất cả dòng tủ đông đều có bánh xe nhé. Các bác đẩy đi đẩy lại, không phải bê vác gì cả. Để xuống đất và chúng ta đẩy đi đẩy lại được nhé. Đây, di chuyển được mọi người nhé. Đấy, phía cánh thì rất rộng, với cánh này thì chúng ta chống bám tuyết này. Tất nhiên là dòng tủ đông thì con tủ đông nào nó cũng sẽ có đông tuyết ở phần ngăn này mọi người nhé. Đấy, nó sẽ có đông tuyết bám vào đây. Và các bác nếu mà đông quá các bác phải xả tuyết đi. Đấy, cho giảm nhiệt độ xuống để chúng ta giảm cái nhiệt độ của tủ đi. Dòng này thì hàng của Việt Nam và mọi người được bảo hành là 24 tháng. Bảo hành 24 tháng. Thì hiện tại bên siêu thị Ecomax bên em đang có chính sách là bảo hành thêm cho mọi người một năm nữa, tức là tổng là 3 năm bảo hành. Bảo hành điện tử là 3 năm bảo hành. Thì BEM hiện tại đang bán con VH6699W3 này, giá hiện tại đang bán giá trừ cuối cho mọi người là còn 13.900.000. 13.900.000 là bảo hành điện tử 3 năm rồi nhé, là 3 năm bảo hành. Các bạn nào quan tâm có thể nhanh tay liên hệ với showroom bên em ở tại km 13 công đô 3 thị trấn Đông Anh để mua hàng. BEM vận chuyển miễn phí là 20 km đầu tiên. Các bác ở tỉnh xa hơn chúng ta sẽ có thêm tiền vận chuyển về khu vực đấy nữa mọi người nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo.